Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Mới đây, Steve Morrow, cựu tuyển chính viên của pháo thủ, người từng giữ vai trò trưởng bộ phận tuyển dụng cầu thủ trẻ trong gần 10 năm tại Emirates, khẳng định rằng Arsenal từng mua Jadon Sancho. Đáng chú ý, không chỉ một, mà họ còn bỏ lỡ Sancho đến 2 lần. Thông qua Goal, dẫn lời bởi Daily Mail, Morrow lần đầu tiên có những tiết lộ về việc này. Mọi câu lạc bộ hàng đầu thì luôn có những lần bỏ lỡ cầu thủ trong gang tấc, và chắc chắn Jadon Sancho là một trong số đó. Chúng tôi đã bỏ lỡ Sancho một lần khi cậu ấy chuyển từ Watford đến Man City, và sau đó lại là một lần nữa, khi Sancho đạt đến độ tuổi mà các cầu thủ trẻ ở Man City có quyền lựa chọn. Jadon cảm thấy rằng tương lai của cậu ấy không còn ở Man City, và chúng tôi đã ở rất gần với việc ký hợp đồng với cậu ấy. Nhưng vào thời điểm đó, gia đình của Jadon cảm thấy rằng cơ hội tốt nhất của cậu ấy là ở Dortmund, và thế là cậu ấy đã rời đi. Sau màn trình diễn kém thuyết phục của các cầu thủ Arsenal trước Burnley, đã có rất nhiều bình luận cũng như quan điểm cho rằng đội bóng chủ sân Emirates chơi bóng không có một bài vở gì, chứ không muốn nói là chỉ dựa vào kỹ thuật cá nhân. Dù vậy, huyền thoại Ian Wright vẫn cảm thấy lạc quan với màn trình diễn của hai cầu thủ Arsenal. Ưu điểm của Arsenal là biết cách tạo ra cơ hội, chờ tấn công từ hàng thủ. Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt vời, nhưng Arsenal cần tận dụng cơ hội. Họ đã không làm được điều đó trong ngày hôm nay. Thomas Partey và Granit Xhaka chơi rất ăn ý với nhau. Họ ra sân và tìm kiếm Aubameyang, chuyền bóng vào trong và có bàn thắng. Nếu Arsenal tiếp tục chơi tấn công từ tuyến dưới như vậy, đó sẽ là lợi thế của họ. Arsenal lại đánh mất điểm vào tuần này với trận hòa trước Burnley từ một sai lầm tai hại của Granit Xhaka đã tạo điều kiện để Chris Wood có được bàn thắng cơ hòa. Và hiện tại Martin Skrull khẳng định Arsenal vẫn cần một cuộc đại tu khác vào mùa hè năm sau. Mikel Arteta đã có một danh sách mua sắm phải không? Anh ấy nói rằng họ đang ở rất xa đội bóng mà anh ấy muốn. Anh ấy nói, tôi cần đội hình chất lượng hơn. Vì vậy, tôi nghĩ Mikel cần được những cầu thủ tốt hơn. Nếu tôi nhìn vào đội hình ngày hôm nay, có thể 4 hoặc 5 trong đó sẽ tạo nên cốt lõi của Arsenal. Nhưng phần còn lại có thể cần được thay đổi. Mikel nói về việc ra quyết định tốt hơn, hiệu quả hơn trong lối chơi của đội bóng. Họ có đưa ra quyết định tốt vào ngày hôm nay ở những thời điểm quan trọng hay không? Có lẽ là không. Trước khung thành, họ có vẻ tốt hơn. Mikel biết vấn đề là gì. Bây giờ, anh ấy phải tìm ra giải pháp và tìm ra những cầu thủ cần thiết để đưa Arsenal trở lại vị thế của mình. Bởi vì họ đang ở giữa bảng xếp hạng và đơn giản là chưa đủ tốt vào lúc này. Dù đã chuyển sang Aston Villa từ mùa hè năm ngoái, nhưng thủ môn Emiliano Martinez vẫn chưa thể nuốt trôi những ký ức buồn với đội bóng đã gắn bó trong 10 năm làm một pháo thủ. Tôi yêu mọi thứ thuộc về Arsenal, tôi vẫn xem họ thi đấu mỗi tuần, nhưng tôi cảm thấy họ không tin tôi như lẽ ra phải thế. Đó là thực tế, bởi Arsenal liên tục mua về các thủ môn, dù tôi là thủ môn trưởng thành từ học viện của họ. Dù tôi có thi đấu tốt cơ nào, tôi vẫn luôn cảm thấy họ không đối xử tốt với mình dựa trên những gì họ đã làm. Arsenal không thể đảm bảo cho tôi lượng thời gian thi đấu như tôi cần, vì thế tôi đã nghĩ nếu họ không thể cho thì mình phải đi thôi. Họ không nói là không cho phép tôi thi đấu, họ chỉ đơn giản là không đảm bảo được xét cho tôi ra sân theo cách tôi muốn. Và vì thế, sau 10 năm, tôi quyết định ra đi. Đó là một quyết định khó khăn. Gia đình tôi không hiểu vì sao tôi lại ra đi khi tôi đang ở một phong độ cao như vậy ở Arsenal. Nhưng đó là quyết định của tôi, và tôi tự hào về nó, không hề hối hận. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.